Theo những thông tin mới nhất, để thâu tóm cổ phiếu, Trịnh Văn Quyết đã điều hành nhân viên sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau, liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung cầu giả, tạo giao dịch chứng khoán chui với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính 530 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Số 06 quyết định văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra kinh tế, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiểm sát điều tra vụ án. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán, quyết định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Cơ quan chức năng nhận định Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, trầy dầu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn FLC thành lập từ năm 2008, ngành nghề kinh doanh bất động sản, chứng khoán, du lịch, giáo dục, công nghệ, pháp lý, hàng không. Tập đoàn FLC có 15 công ty con, hai công ty liên kết do Trịnh Văn Quyết là chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ 30,34% cổ phần, Bùi Hải Huyền làm tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức. Các tài khoản này thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán với tần suất lớn, mục đích nhằm tạo ra cung cầu giả tạo. Các tài khoản đã tham gia 28 trên 28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường, đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm. Mục đích đẩy ra chứng khoán FLC từ 14.650 đồng trên một cổ phiếu ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 lên giá trần cao nhất 24.050 đồng trên một cổ phiếu. Trung bình là 22.586 đồng trên một cổ phiếu tăng 64%. Sau đó Trịnh Văn quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586 đồng trên một cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 1 năm 2022, khi sàn HOSE phát hiện hành vi trên, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phong tỏa các tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán đứng tên Trịnh Văn Quyết. Đến ngày 11 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu hủy giao dịch đối với 74,8 triệu cổ phiếu FLC trên. Ngày 18 tháng 1 năm 2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Trịnh Văn Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động chứng khoán 5 tháng về hành vi trên. Sau khi bị phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 2022 để đối phó với các cơ quan chức năng, quyết giao cho người thân sử dụng các tài khoản chứng khoán mở tại công ty mở tại công ty chứng khoán BOS liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu FLC với số lượng lớn để đẩy giá cổ phiếu tạo thanh khoản giả từ 12.100 đồng trên một cổ phiếu đến ngày 22 tháng 3 năm 2022 đẩy lên là 14.550 đồng trên một cổ phiếu. Trước đó, Trịnh Văn Quyết đã bị cơ quan điều tra ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh một tháng để phục vụ điều tra. Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Quyết được cơ quan điều tra ban hành từ ngày 26 tháng 3 năm 2022.